Tuyên Huyên, Thị Hậu Vượng Phu hai lần hủy hôn và mối lương duyên với Cổ Thiên Lạc. Gia nhập làng giải trí một cách tình cờ, Tuyên Huyên không theo con đường thi hoa hậu như nhiều ngôi sao khác. Với khả năng diễn xuất đa dạng, Tuyên Huyên nhanh chóng khẳng định được vị trí đại hoa đán của mình. Ở TVB, Tuyên Huyên qua rất nhiều phim truyền hình ăn khách, cô đóng tốt phim cổ trang, phim hiện đại và còn sở hữu tác phẩm có rating cao nhất lịch sử TVB. Tuyên Huyên bắt đầu mối lương duyên phim ảnh theo cách thật bất ngờ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Tuyên Huyên từng nghĩ cô sẽ trở thành một kỹ sư vật liệu công trình chứ không phải diễn viên. Năm 13 tuổi, Tuyên Huyên và anh trai được đưa sang Anh du học. Không chỉ thế, người đẹp còn sở hữu tấm bằng cử nhân danh giá trường Imperial College London, thuộc top 4 đại học của xứ sương mù. Tuyên Huyên bất ngờ về lại Hồng Kông để tìm cơ hội mới, bởi nữ diễn viên cảm thấy bản thân không hợp với công việc mà gia đình muốn cô theo đuổi. Tiếp đến, Tuyên Huyên tham gia vài vở kịch và quay quảng cáo cho một hãng bánh kẹo. Tuyên Huyên chẳng thể ngờ, mẩu quay quảng cáo này đã lọt vào mắt xanh của giám chế TVB. Sau khi ký hợp đồng với đài truyền hình lớn nhất Hồng Kông, Tuyên Huyên đã bắt đầu hành trình huy hoàng cùng danh xưng chị cả nhất tỷ. Phim truyền hình đầu tiên mà Tuyên Huyên đóng là Truy Nhật Hào Hùng. Các phim tiếp theo nữ diễn viên góp mặt có thể kể đến Người Yêu Muôn Thuở, Bùng Nổ, Hồ Sơ Công Lý, Thiên Địa Nam Nhi. Đến năm 1997, Tuyên Huyên bùng nổ cùng tác phẩm Huynh Đệ Song Hành với vai diễn Thiệu Phương Phương. Bộ phim thành công vượt cả mong đợi. Tên tuổi của Tuyên Huyên sáng chói một cách nhanh chóng. Thành công đó cũng mang đến cho Tuyên Huyên nhiều cơ hội mới khi TVB cho xây dựng lại vở kịch cùng tên Huynh Đệ Song Hành, biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ. Ngoài ra cũng sản xuất thêm một album ca nhạc, gồm những bài hát do dàn diễn viên chính trình bày. Thành công của phim này giúp Tuyên Huyên nhanh chóng nổi tiếng, tên tuổi của cô cũng được xếp vào những nữ diễn viên hàng đầu lúc bấy giờ. Dù là diễn viên tay ngang nhưng khả năng nhập vai tốt, đa dạng trong diễn xuất đã giúp Tuyên Huyên được thử sức ở nhiều tính cách nhân vật khác nhau, từ vui nhộn hài hước như trong Thiên Định Kỳ Duyên, Mỹ Vị Thiên Vương đến tâm lý tình cảm ở Hồ Sơ Công Lý 4 và 5, Hồ Sơ Trinh Sát 4, Lực Lượng Hải Quan. Năm 1999, vai diễn Võ Tiểu Quân trong Hồ Sơ Trinh Sát 4 đã đem về cho nữ diễn viên giải Thị Hậu danh giá trong sự nghiệp. Con đường diễn xuất tiếp tục nở rộ. Trong nhiều năm liền, cô luôn giữ vững danh hiệu nữ diễn viên được yêu thích tại TVB. Thời gian đầu trong showbiz, hoa đán được đánh giá hợp với tạo hình hiện đại hơn cổ trang, thế nên số lượng các phim cổ trang của cô khá hạn chế. Nhưng sau đó ngôi sao Hồ Sơ Trinh Sát 4 quyết tâm chinh phục thể loại này với loạt vai diễn trong phim Bức Màn Bí Mật, Cỗ Máy Thời Gian, Đôi Đũa Lệch. Đỉnh điểm của sự thành công phải kể đến Đôi Đũa Lệch đóng với Quách Tấn An. Câu chuyện về chàng vượng tốt bụng, khù khờ được khán giả ủng hộ nhiều đến mức biến Đôi Đũa Lệch thành phim có rating cao nhất lịch sử TVB. 18 năm trôi qua vẫn chưa có tác phẩm nào vượt mặt được Đôi Đũa Lệch. Dù đôi lúc tạo hình của nhân vật không được khen ngợi vì nét đẹp hiện đại của Tuyên Huyền lấn áp, nhưng bằng khả năng diễn xuất, Thị Hậu 1999 vẫn thể hiện tròn vai và thuyết phục khán giả. Đặc biệt đây cũng là loạt phim thắng đậm tỷ suất người xem và bạn diễn của cô đều thành công bước lên đài thị đế của TVB. Từ đây truyền thông Hồng Kông ưu ái gọi người đẹp là Thị Hậu Vượng Phu. Tăng cân, sự nghiệp sa sút và tìm lại hào quang. Ở thời kỳ hoàng kim TVB, dù nhan sắc Tuyên Huyên không đến mức sắc nước hương trời bằng Lê Tư, Thái Thiếu Phân hay Quách Khả Doanh, nhưng nụ cười cùng nét duyên của cô luôn hút mắt người nhìn. Thêm vào đó, khả năng diễn xuất tự nhiên, tinh tế đã giúp minh tinh Cỗ Máy Thời Gian có tên trong ngũ đại hoa đán thập niên 90 cùng Trần Tuệ San, Thái Thiếu Phân, Quách Khả Doanh và Trương Khả Di. Cuộc đời và sự nghiệp của Tuyên Huyên đối mặt với nhiều tin đồn, trong đó gây tranh cãi bậc nhất là cuộc chiến giành ngôi nhất tỷ ở TVB với Sathiman, Trương Khả Di, Lê Tư. Nhiều câu chuyện chưa được kiểm chứng liên tục xuất hiện thông qua cư dân mạng. Nhiều rạn nứt, mâu thuẫn từ những câu chuyện này cũng dồn dập đổ về. Nhưng trên hết, đóng góp của Tuyên Huyên với phim truyền hình TVB vẫn không thể phủ nhận. Năm 2012, sau thành công của Phi Hổ, Tuyên Huyên quyết định rời TVB để lập nghiệp tại Đại Lục và đó là một bước đi sai lầm. Rời nhà đài đến thị trường tỷ dân trong 5 năm, nữ diễn viên chỉ tham gia 3 phim Người Đô Thị, Hương Thảo Dược Tình Yêu, Tôi Đến Từ New York nhưng không thành công. Tên tuổi của Thị Hậu cũng mờ nhạt dần. Áp lực công việc cùng cú sốc thất tình đã khiến Tuyên Huyên tăng cân không kiểm soát, từ 45kg lên 60kg. Giai đoạn đó, quản lý cao cấp TVB chê, cô đã già, lại còn mập, cô nên nghỉ việc đi, trong nghề này đã hết thời rồi. Lúc ấy Tuyên Huyên đã hụt hẫng đến độ tự hỏi, nghề diễn viên thực sự thích hợp với mình sao, mình phải trở thành người như thế nào. Nhưng một lần nữa, Đại Hoa Đán đã chứng tỏ năng lực Thị Hậu của mình khi có thể vực dậy sự nghiệp đang trên đà lao dốc. Năm 2017, Tuyên Huyên trở về nhà đài TVB và khẳng định tên tuổi của hai tác phẩm Binh Đoàn Phái Yếu và Sứ Đồ Hành Giả 2. Chia sẻ về lần trở lại này, nữ diễn viên tâm sự: 20 năm trước, thú thật tôi không có tác phẩm tiêu biểu mà bản thân hài lòng. Đôi Đũa Lệch của Quách Tấn An hay Cỗ Máy Thời Gian của Cổ Thiên Lạc là những tác phẩm tiêu biểu của họ. Đó là tác phẩm có thể khiến người khác gọi bạn bằng tên nhân vật trong phim. Nhưng gần đây ra đường, người ta gọi tôi là chị Mèo. Vai diễn trong Binh Đoàn Phái Yếu, tôi cảm thấy mình đã thành công. Sau 26 năm trong nghề, cuối cùng tôi cũng có vai diễn để đời. Hiện tại nữ diễn viên đã về cùng nhà với người tình màn ảnh Cổ Thiên Lạc. Cô ký hợp đồng về dưới trướng công ty của Thiên Vương. Ngoài tác phẩm Hiện Trường Phạm Tội đánh dấu sự hợp tác trở lại của cả hai, cặp đôi này còn đang tham gia bản điện ảnh của Cỗ Máy Thời Gian cùng dàn sao lừng lẫy năm ấy là Lâm Phong, Quách Thiện Ni, Đặng Lại Minh. Chấp nhận cô độc.
Sở hữu sự nghiệp rực rỡ là nữ thần may mắn của bạn diễn, nhưng con đường tình duyên của Tuyến Huyền chẳng thuận lợi như thế. Nữ diễn viên từng trải qua 4 mối tình nhiều trắc trở bên tài tử Trương Vệ Kiện, thương gia Vinh Văn Hàn, nha sĩ Trần Kiến Vĩ và bác sĩ Thúy Ruan. Trong đó, hai mối tình sau từng đến bước tính chuyện trăm năm, cuối cùng đều không thành. Với Trần Kiến Vĩ, chàng nha sĩ đề nghị nữ diễn viên rút lui khỏi showbiz trở thành lý do đường ai nấy đi. Còn với bạn trai bác sĩ người Nam Phi, đến gần hôn lễ thì cả hai chia tay vì nhận ra sự khác biệt, không thể dung hòa về quan điểm sống. Mối tình đầu của người đẹp cùng tài tử Trương Vệ Kiện từng được khán giả hết lòng ủng hộ, nên duyên từ bộ phim Chủ Nhật Hào Hùng, sau đó cặp đôi công khai hẹn hò và cùng dọn về sống chung. Nhưng ngắn ngủi 2 năm mặn nồng, hai diễn viên lặng lẽ chấm dứt chuyện yêu đương. Nhiều năm sau, Tuyên Huyên mới tiết lộ lý do chia tay lúc xưa. Trương Vệ Kiện là người rất truyền thống, anh ấy không thích nếu sự nghiệp người phụ nữ vượt trội hơn anh ấy. Tôi nhận ra cách suy nghĩ như thế quá cổ hủ, chúng tôi bắt đầu có nhiều mâu thuẫn và tranh cãi về vấn đề này. Lời bộc bạch này chính là tình hình sự nghiệp của cả hai khi ấy. Tuyên Huyên là sao nữ đang lên như diều gặp gió, còn tài tử Lộc Đỉnh Ký lại có chút chật vật. Dù với hoa đán cô chẳng để tâm chuyện ai nổi tiếng hơn ai, nhưng bạn trai lại không như thế. Cuối cùng Trương Vệ Kiện nói lời chia tay vì cô ấy xứng đáng có được người đàn ông tốt hơn tôi. Cuộc tình thứ hai cùng doanh nhân Vinh Văn Hàn của người đẹp kéo dài trong 6 năm. Thời điểm đó nữ diễn viên đang hợp tác cùng La Gia Lương trong Bước Ngoặt Cuộc Đời. Trùng hợp thay, hôn nhân của thị đế lúc này cũng đang gặp trục trặc. Vì thế lời đồn đoán khắp nơi rằng Tuyên Huyên bỏ người tình để sánh đôi cùng bạn diễn. Tôi và Văn Hàn đã hẹn hò 6 năm, nhưng thực tế thời gian chúng tôi bên nhau rất ít vì cả hai đều bận rộn. Đó là lý do tôi quyết định chia tay. Dẫu vậy, nữ hoàng thanh xuân một thời của TVB chưa lần nào kể xấu người yêu cũ. Cô có thừa sự thông minh, tinh tế để hành xử theo kiểu tôn trọng người đàn ông từng gắn bó cùng mình, dù đó là Trương Vệ Kiện hay những bạn trai không hoạt động trong showbiz. Tuyên Huyên luôn dành cho đối phương sự quan tâm nhất định. Trong suốt chiều dài sự nghiệp, Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò. Năm 2019, khi cả hai có nhiều dự án chung thì khán giả lại càng tin vào câu chuyện phim giả tình thật này. Cuối năm 2019, Tuyên Huyên bị bao phủ bởi thông tin chính thức cặp kè với Cổ Thiên Lạc. Nhiều người còn đồn thổi rằng Cổ Thiên Lạc đã mua du thuyền trị giá 50 triệu USD Hồng Kông, khoảng 149 tỷ đồng để chuẩn bị cho chuyện làm đám cưới cùng Tuyên Huyên. Dẫu vậy, rất nhanh sau đó, Tuyên Huyên, Cổ Thiên Lạc đã phủ nhận tin đồn này. Cặp đôi cho biết đã duy trì tình bạn 20 năm qua và chưa có ý định đi xa hơn. Việc Tuyên Huyên, Cổ Thiên Lạc thường xuyên tương tác trên Instagram chỉ vì hai người thực sự yêu quý đối phương, tình cảm này đơn thuần là tình bạn, không có gì vượt quá giới hạn. Tuyên Huyên chia sẻ, tôi và Cổ Thiên Lạc hợp tác nhiều phim và chơi thân nhưng không hề có tình cảm yêu đương gì vì anh ấy đâu có xem tôi là con gái. Cả hai đã đồng hành cùng nhau từ công việc đến đời tư và luôn dành những lời có cánh khi nhắc đến người còn lại. Mối quan hệ của họ bền chặt đến mức tài tử họ Cổ từng tiết lộ anh không ngại làm cha của đứa trẻ mà bạn thân sinh ra. Phan ra sức gắn ghép cặp sao đỉnh đám của showbiz Hương Cảng, mong có ngày họ sẽ từ tình bạn chuyển sang tình yêu. Hiện tại Tuyên Huyên hài lòng với cuộc sống không hôn nhân, không con cái. Cô đơn hay hạnh phúc đối với tôi không chỉ là một trạng thái cảm xúc. Có người nhìn vào thấy cô đơn, nhưng duy bản thân tôi biết mình cần và phải làm gì. Tôi muốn chọn con đường khiến tôi mỗi ngày đều có thể mỉm cười khi thức dậy. Thi hậu sinh năm 1970 nhấn mạnh.